Trẫm đã đơn cử 20 mấy năm, để lâu chưa ra ngoài sao? Quan thượng ngài đến bận rộn việc nước, bây giờ có thay dân à, cũng nên để thời gian đi săn bắn hưởng lạc để giải buồn chứ. Trẫm đã già rồi. Nhớ năm xưa trẫm đi săn bắn với đám người tôi, đuổi mạnh thú bắn bay bỏ, thật hết sức vui mừng. Quan thượng anh hùng cái thế, ra săn bắn chỉ là những trò chơi mà thôi. Xông pha chiến trường, xua đuổi giặc hồ mới thực sự thể hiện được thần dũng của hoàng thượng. Dựng ra cơ nghiệp dạng thế, tà phước ba tánh mới là công lao hiển hách của hoàng thượng. Giang sơn này không dễ giàu gì mà được. Giang sơn gớm dốc này, hèn chi xưa này đã biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt giành giật với nhau để leo lên chức ngai vậy. Ai có tài sẽ nắm giữ thiên hạ, hoàng thượng mới là người có tài, chỉ có hoàng thượng mới xứng đáng nắm giữ giang sơn này. Làm sao mới có thể đem giang sơn họ Chu của trẫm truyền đến thiên thu dạng thế hả? Bốn vị hoàng tử ai nấy đều anh võ phi phàm, nhất định sẽ đem giang sơn gấm dốc của hoàng thượng lưu truyền dạng thế. Đại hoàng huynh à, lần này mình có dịp ra ngoài sao bắn chung, lại là lúc anh có thể biểu diễn tài nghệ sao bắn của anh rồi đó. Nhĩ hoàng đệ, em nói sai rồi. Không lẽ em đã quên phụ hoàng cứ khen tên pháp của tứ hoàng đệ tiến bộ thần tốc, xem chút đã được xuất thần nhập hóa như tên pháp xưa kia của phụ hoàng rồi. Đại hoàng huynh có khen rồi, dù bắn cho giỏi cũng chỉ là săn bắn các thú vật trong rừng thôi. Nếu như muốn được lòng dân thì phải có lòng trung hậu từ thiện như đại hoàng huynh rồi. Chúng ta đã nói là bữa nay đi ra đi chơi, mau thưa với phụ hoàng mà đi săn bắn đi. Phụ hoàng, tụi con đi săn bắn nha. Hay là phụ hoàng đi chung với tụi con đi, tụi con thì muốn ngắm thưởng tên pháp thần diệu của phụ hoàng. Phụ hoàng đã già rồi, tên pháp không bằng năm xưa nữa. Thôi các con đi đi. Phụ hoàng thường ngày lao tâm lao lực, hay là hôm nay cùng đi chung với các con đi. Phụ hoàng nói không đi là không đi, còn nói chi cho nhiều vậy. Phụ hoàng hỏi các con, phụ hoàng dựng ra giang sơn đại mình, cái địch lớn nhất là ai? Phụ hoàng thường nói với các con là Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành. Cha lật đổ nhà Nguyên của Mông Cổ và Khổ, kẻ địch lớn nhất không phải là gian tặc Nguyên Thuận, trái lại là Trương Sĩ Thành và bọn Trần Hữu Lượng. Tại vì Nguyên Thượng Đế bị ăn chơi tin bọn gian thần. Hai con nói rất đúng, nếu không phải Nguyên Thượng Đế chỉ là ăn chơi bỏ mặt triều cường, sao lại cho quần hùng thừa cơ đột nhập và làm mất giang sơn? Điều này các con phải ghi nhớ, có biết chưa? Dạ rõ phụ hoàng. Các con đi săn bắn đi, phụ hoàng muốn ở lại đây để dù lãm một chút. Dạ phụ hoàng. Khi trẫm còn ngồi trên ngai vàng, giang sơn này quả thật là kiên cố. Trẫm mong là trong lúc trẫm còn sống sẽ làm sao giữ mãi giang sơn này. Hoàng thượng có các vị hoàng tử ai nấy đều anh dũng thần võ, nhất định sẽ giúp hoàng thượng hoàn thành được di nguyện mà. Từ từ, trong các hoàng nghi của trẫm, người thấy ai thích hợp kế vị nhất? Theo Di Thần nhận thấy, trong bốn vị hoàng tử này, tứ hoàng tử là xuất sắc nhất. Hắn không những anh minh có tài, hơn nữa còn biết dùng người. Nhưng mà xưa nay việc lập thái tử là phải lập con trưởng, Di Thần thật không tiện nói nhiều. Cái ngọn đồi này đừng nói là mảnh thú, cả phân của mảnh thú cũng không có nữa. Có bờ bữa nay Chu Trinh này có tài cũng không thể nào thi triển được rồi. Ừ.
Ngừng tay. Quang Huynh, không sao chứ? Không gì đáng ngại. Quang đây, lần này Mai là có em đó. Quang Huynh không sao thì được rồi. Bây giờ cũng trưa lắm rồi, anh là bị thương nữa. Thế là mình trở về đi nha. À, được. Tinh thần và sức khỏe của Hoàng thượng còn hơn năm xưa. Sao không đi săn bắn hưởng lạc với các hoàng tử, đồng thời lại trổ tài một chút? Trẫm đã có tuổi rồi, mấy trò chơi này không thích hợp với trẫm nữa. Nhớ năm xưa trẫm cũng thích đi săn bắn lắm, còn thường đi săn bắn chung với đám người Tượng Đạo, Hồ Đại Hải và Thường Dự Xuân nữa. Nhưng mà bây giờ họ đã chết cả rồi. Người có biết tại sao lúc xưa trẫm phải giết họ không? Di thần không dám suy đoán bậy bạ. Tại vì họ có công hơn chủ, Hồ thượng tướng đâu có thể nào không biết. Quan thượng anh minh, đám nghịch thần này nắm binh quyền tự tôn tự đại, quan thượng giết để cảnh cáo, quả thật là quyết định anh minh, quyết định anh minh đó. Trẫm phải để giang sơn họ Chu này lưu truyền thiên thu giang, không thể không làm như vậy. Năm xưa thừa tướng Lý Thi Hoàng Hoàng triệu cao lộng quyền, khiến cho giang sơn gấm dốc của gia tộc 15 năm bị diệt. Trẫm thật không thể phòng hờ. Quan thượng thừa quan cũng lắm, năm xưa hắn cao tổ giết Hàn Tín, anh bố già và bành chị, đó đúng là một quyết sách xác đáng để củng cố hoàng triều. Không sai, cho dù nguyên thượng đế cũng vì tình cả giang thôi, chỉ là hưởng lợi cho nên bị mất giang sự. Điểm này Hồ thừa tướng cũng rõ lắm mà. Di thần hiểu rất rõ, di thần hiểu được, nên di thần nhất định tận hết sức mình, thà chết không lùi để trả ơn trọng đại của hoàng thượng. Nói rất đúng, nói rất đúng. Hoàng thượng, hoàng thượng. Phu hoàng, tham kiến tam hoàng tử. Phu hoàng à, cha coi con đã săn được con thỏ rừng này về, con có giỏi không hả? Người ta nói con thỏ có ba cái ổ, thỏ rừng thì khó săn bắn lắm đó, vậy mà con cũng bắn được, con thấy là con thiệt tài ba lắm đó. Dạ phu hoàng. Tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng, phụ hoàng không sao chứ? Trẫm không sao. Hoàng nhi, tên pháp của con quả nhiên tiến bộ thật tốc. Con heo rừng mập mạp như vậy có phải do con săn được không? Dạ không phải phụ hoàng, con heo rừng này là do những hoàng đệ săn được đó. Dạ phải phụ hoàng. Khiêng con heo rừng ra ngoài. Dạ. Đại hoàng nhi, con săn được cái gì hả? Thần nhi không có săn được con vật nào. Tại sao vậy? Hồi nãy thần nhi ở ngoài rừng có thấy được một con thỏ bị thương, không nỡ lòng giết chết nó nên xuống ngựa liều thương cho nó. Ai ngờ nó tưởng đâu thần nhi muốn giết nó, nó gặp con là chạy ngay. Khi con xuống tới bắt nó, xem chuẩn bị té xuống núi đó. Đại hoàng nhi, vậy con có bị thương không? May là nhi hoàng đệ tới cứu kịp thời, cứu lại thần nhi. Thần nhi chỉ bị thương ngoài da thôi, không gì đáng ngại đâu phụ hoàng. Đại hoàng nhi, con người của con thật tốt, lỡ như gì con thỏ rừng mới sinh tánh mạng, thử hỏi giờ có đáng không? Thần nhi xin ghi nhớ lời dạy của phụ hoàng, sau này sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Tốt, con còn không đỡ đại hoàng huynh dừng nghỉ ngơi liều thượng đi, còn đứng đây làm gì? Dạ phụ hoàng.
Đa Quang Huynh, thần nhi cáo lui. Phổ Hoàng. Tứ Hoàng Nhi, con lại săn được thú gì hả? Thần Nhi không có săn được con nào hết. Vậy lần này trong bốn anh em mình, Tứ Hoàng đệ dễ nhất đó. Tuy Đại Hoàng Huynh về không có săn bắn được con gì, nhưng trở về cũng bắn trúng được con trắng. Còn em lại không bắt được con gì hết. Thật ra vừa rồi từ xa con thấy được một con rắn, chỉ là con không có bắn chết nó thôi. Tứ Hoàng Nhi, con không sợ con rắn này sẽ cắn chết Phụ Hoàng sao? Phụ Hoàng là thiên tử, không ai xâm phạm được. Chỉ một con rắn độc thôi, làm gì mà gây tổn thương tới Long Thể được. Thần Nhi vì không muốn gây nhiễu Phụ Hoàng nên mới không bắn giết con rắn độc thôi. Quan đệ, em thiệt nói bậy quá đi. Em bắn tin dở thì nói đi, nếu như không sao lại không săn được con gì hả? Thần Nhi vốn không thấy con thú vật nào. Thì không ngờ em không những tin pháp đại dở mà sức quan sát cũng dở luôn. Ở trong rừng này khắp nơi đều là thú rừng, mà em lại nói là không tìm ra thú gì cả. Đáng lẽ em định săn bắn mấy con thú dữ soi lan, kết quả thì thấy những con heo rừng, thỏ rừng dễ săn như vậy nên thần Nhi đã thất trọng mà về. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.